Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo mà rửa xe mà chúng ta khi đi xa chúng ta có thể tự rửa xe mà có thể là không cần sử dụng nước vẫn có thể rửa xe được, nghe hay không? Không cần sử dụng nước thì dĩ nhiên chúng ta phải cần, đó là một chai dung dịch. Đây là một chai F008 của Flamingo. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mình sử dụng để đi xa. Thì cái chai này nó có thể giúp cho mình rửa xe mà không cần phải xịt, chỉ với một cái khăn và cái chai này thôi. Thì cái chai này có dung tích là 650ml. Thì bây giờ mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem để mình có thể rửa được chiếc xe này. Thì mình sẽ sử dụng hai tình huống, một tình huống là mình không sử dụng nước và một tình huống là mình có sử dụng nước. Rồi, thì đây là hai chiếc xe ha, bạn có thể quay cận cảnh vô hai chiếc xe, là hai chiếc xe này nó đang dơ ha. Mình sẽ xử lý một cái khúc ở cái khu vực từ cái phần gấp ở đây với dàn áo đây thôi, để cho video mình nó ngắn gọn với phần đuôi. Và chiếc này thì mình sẽ sử dụng ở bên cái khúc phần mỏ dè với lại một cái phần bô như thế này. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ lắc nó lên. Đây là chai xịt dạng bọt tuyết ha. Rồi, mình sẽ xịt nó lên. Rồi, thì các bạn thấy là khi mà bọt tuyết nó bám lên trên đây hết rồi ha. Rồi, thì việc cần làm sau khi xịt đó chính là cái gì? Đợi cho nó. Thì cái bọt tuyết này á, nó sẽ tác dụng vào những cái chất bẩn và nó sẽ tự tách cái chất bẩn ra khỏi cái phần dàn áo và bắt đầu nó sẽ từ từ nó trôi xuống. Đây các bạn có thể thấy nè, nó sẽ bắt đầu đang trôi xuống nè, từ từ những cái chất dơ là nó sẽ trôi hết ở trong góc này nãy mình chưa xịt nè. Đó, rồi mình chỉ làm một cánh bên đây. Rồi bây giờ trong khi đợi chiếc đó thì mình cũng sẽ xử lý chiếc xe bên đây. Cái chai này chỉ với 100.000 thôi nha các bạn, tùy vào người bán, có khi các bạn được khuyến mãi thì giá nó còn thấp hơn nữa. Đây, cái chai này là một cái chai kiểu tiện lợi khi mà chúng ta đi xa, chúng ta không có muốn đem, không có thời gian đem ra ngoài để tìm rửa xe thì chúng ta sử dụng nó. Rồi, thì sau khi xịt thì chúng ta sẽ có hai cách. Một cách là chúng ta sẽ sử dụng cái khăn để chúng ta lau nó, và một cách là chúng ta sẽ sử dụng cái vòi nước bình thường. Chẳng hạn như là những chỗ nào mà mình đi khách sạn mà ta có những cái vòi nước nhỏ, không phải vòi nước áp lực, thì mình có thể sử dụng nó. Đó, thì bây giờ mình sẽ là cái phương án đầu tiên, đó là phương án sử dụng vòi nước để xịt xả. Rồi giờ mình sẽ xịt xả ha. Đó, cứ xịt bình thường xả thôi, không có gì cả. Rồi khi xịt bình thường xả như vậy thôi thì những cái cát bụi trên đó nó đã tự nó trôi ra hết ha. Rồi mình sẽ để yên ha, mình chưa có lau để hồi cho các bạn xem sau khi nó khô. Rồi, còn với chiếc xe này là mình sẽ không xịt rửa mà mình sẽ sử dụng khăn mình lau. Và cái nguyên tắc khăn mình lau có nghĩa là mình sẽ gấp nó lại thành nhiều lần, để mình vuốt một lần là xong một mặt đó, mình sẽ đổ một mặt khác. Rồi ha, bây giờ ha. Rồi, đó, chắc bẩn là tất cả nó đã chảy xuống dưới đó hết rồi nè. Đó, chúng ta chỉ việc lau nhẹ cái phần bọt đi. Rồi là rất là sạch sẽ. Đó, những cái vị trí như thế này. Đó. Rồi, các bạn có thể đánh giá ha. Đây là một bên là mình lau. Đó, còn bên đây là mình xài nước. Thì khi mà mình xài nước thì mình cũng phải sẽ lấy một cái khăn để mình lau khô lại. À, đây mình lấy mặt cái mặt của bên trong cái khăn này, còn đây mình sẽ lau khô lại để xem nó hiệu quả nha. Đó, thì những vị trí nào mà cái chai này nó đã xịt qua thì nó sẽ tự động đem chất bẩn đi hết. Những chất bẩn mà nó bám phía bên ngoài, dĩ nhiên là mình không thể nào nói những cái sình đất nó quá dày, đóng cục vậy thì không thể nào nó tác động lên hết được. Cái này mình sẽ áp dụng cho những cái xe mà vừa mới đi mưa về, vừa mới đi về tức thì mưa ướt. Đó, mình cầm cái xe đó mình xịt lên luôn và để cho nó vũ hết đất cát tự nó chảy xuống và sau đó mình sẽ sử dụng. Rồi ngoài ra thì cái đó là những cái sản phẩm mà để mình sử dụng trong những cái tháng mà mưa nắng thất thường như thế này, vừa đi ra mưa về mình mới rửa xe mà mình làm vậy thì nó sẽ lẹ làng hơn. Và ngoài ra mình sẽ còn có một cái dung dịch để mà mình có thể rửa xe bọt tuyết theo kiểu thông thường. Đây là chai Flamingo F332. Chai này với dung tích là 2 lít. Thì
thì với 30ml, có nghĩa là cái chai này mình chia ra tới 2 lít mà chia cho 30ml là mình tới 60 mấy lần pha 30ml, mà mỗi một lần như vậy chúng ta có thể rửa được 3 chiếc xe tới 5 chiếc xe ở trong nhà chúng ta. Mà giá chai này thì chỉ từ 200 ngàn đổ lại. Rồi thì mình sẽ chỉ luôn các bạn cách pha chiếc xe này, cái này để mình có thể mình về tự rửa xe ở nhà ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ có một cái xô, một cái xô không, rồi mình khui nó. Rồi mình sẽ cho một ít khoảng 30ml vào. Rồi đó, sau đó mình sẽ lấy một cái giò nước thông thường. Đó, lấy giò nước nhỏ nè. À, các bạn ha, lấy giò nước nhỏ các bạn bấm xịt vô để cho nó tan và nó lên nhẹ miếng bọt. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng, nếu mà nhà ai mà có cái máy xịt rửa này thì chúng ta sẽ sử dụng nó, còn nếu mà không thì chúng ta có thể lấy tay đánh, nhưng mà dùng máy nó sẽ lên bọt nhiều hơn. Rồi mình sẽ bấm vào phía dưới và bắt đầu mình bấm. Đó các bạn thấy không, nó lên bọt đẹp không, lên bọt rất là đẹp. Đó, một xô này thì mình nói thiệt, mình rửa nguyên cái dàn xe ở nhà mình 3 chiếc 5 chiếc đều bình thường. Rồi để mình thử cho các bạn xem luôn ha. Rồi chẳng hạn như mình rửa xe ở nhà bằng cái giò rửa thông thường đây, thì mình cứ xịt nước lên để xả cho đất cát bớt. Mình sẽ rửa một phần đầu đằng trước đây cho các bạn xem thôi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy khăn này lên. Nhiều bạn sẽ hỏi là sao nó cái bọt của nó không nhiều bằng những cái loại nước rửa chén hay là gì, thì dĩ nhiên là nước rửa chén nó sẽ tạo bọt nhiều, nó chỉ làm cho các bạn cái con mắt của mình nó cảm thấy nó đẹp thôi, nhưng mà những cái nước rửa chén thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới phần mà sơn xe mà lâu về dài. Thì những cái nước rửa xe mà chuyên nghiệp thì cái độ tẩy của nó rất là thấp để nó tránh làm cái sự gọi là xuống màu sắc của xe cộ đó các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn bọt nhiều hơn nữa, các bạn phải sử dụng tới cái bình nén hơi, thì vẫn cái dung dịch này nhưng mà xài cái bình nén hơi thì sẽ bọt hơn rất là nhiều. Đây để mình sẽ thử cho, khi mình cũng đã đổ cái dung dịch này mình sử dụng để mình rửa xe cho khách hàng hàng ngày. Đó, lý do là vì sao, vì khi mà hơi nó nén bên trong thì cái tỷ lệ bọt nó sẽ nhiều hơn, mình sẽ bắt mắt hơn. Nhưng mà thật ra ở nhà chúng ta rửa xe chúng ta không cần thiết phải sử dụng tạo bọt nhiều tới như thế đâu. Đó, mình chỉ cần là mình rửa qua là được. Rồi cái chai này rất là tốt cho các bạn nào mà thích xài ở nhà mà cũng được, còn nếu mà với những cái tiệm rửa xe thì mình sẽ có nguyên một xô. Rồi chẳng hạn như mình sẽ dẫn các bạn vào đây xem ha, mình sẽ có một xô 20 lít. Đây xô 20 lít, để mình lấy ra ha. Ở đây mình sử dụng sản phẩm của Flamingo nhập khẩu 100% luôn. Đây là nguyên một cái thùng 20 lít rửa dành cho cả xe hơi lẫn xe máy. Giá cả thì cực kỳ là phải chăng, chỉ 800, giá 800 đó một thùng 20 lít này, cực kỳ là tiết kiệm. Mà mình sử dụng cái hóa chất này cho tất cả các loại xe, chi phí nó vừa thấp, nó còn rẻ hơn những cái loại hóa chất có ở ngoài nữa, mà cái hiệu quả đem lại cao mà không ảnh hưởng tới nước sơn, một cái loại hóa chất nhập khẩu đàng hoàng có chứng nhận. Rồi vì sao chúng ta không sử dụng cái đó, bên anh em tiệm thì có thể sử dụng can 20 lít để mà có thể đem lại cái lợi nhuận tốt nhất. Còn với những người mà rửa nhà thì chúng ta chỉ cần chai 2 lít này thôi là ok. Rồi ngoài ra Flamingo nó còn thêm có những cái chai mà tẩy nhựa đường rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như xe chúng ta mà những cái chiếc nào mà chúng ta đi qua những cái đường mà nó vừa mới trải nhựa, nhựa đường nó dính vào á, mà chúng ta không biết cách nào để tẩy ra, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chai như thế này. Đây là chai F012 của Flamingo, là chúng ta những cái vị trí nào mà nó dính nhựa đường màu đen, chúng ta chỉ cần lấy và chúng ta xịt chùi nhẹ một cái là bảo đảm không còn miếng nhựa đường nào hết. Rồi chào các bạn, hy vọng là bữa nay cái bộ 3 sản phẩm là gồm chai tẩy vết nhựa đường, chai rửa khô, đó cái này cũng có thể gọi là rửa khô ha, rửa cần khăn hoặc là ít nước, hoặc là một cái dung dịch rửa xe hàng ngày ở nhà. Chào mọi người.